Anh không biết yêu em sao cho vừa, anh không biết ngọt ngào hay chẳng sao. Tình yêu anh dù không mấy lời, nhưng lòng anh biết ý nghĩa cuộc đời này là khi có em. Và em ơi, điều anh biết là mỗi khi em cười là bao nhiêu phiền lo trong đời biến tan. Và em ơi, điều anh biết là nỗi nhớ tới bời lúc em rời xa chốn đây em giận anh. Và em ơi, điều anh biết là lắm khi đau lòng vì anh vô tình cho em buồn xót xa. Và em ơi, điều anh biết là không cần câu hứa đã yêu hôm nay yêu nhiều hơn lúc xưa. Vâng, thưa tập thể quý cô ông cụ bà, quý cô chú bác, quý vị ân thân nhân và các bạn bè nam nữ thanh niên gần xa của đôi bạn trẻ Thương Thúy Văn Định, phải nói là một niềm vui rất lớn lao đối với gia đình chúng tôi khi được đón tiếp quý vị cùng về chung vui niềm vui niềm hạnh phúc, chúc mừng tình yêu lứa đôi cũng như tình thông gia của hai gia đình chúng tôi trong bầu không khí hạnh phúc. Lời đầu tiên cho phép MC Xuân Thanh được thay lời gia đình ông bà chủ hôn đôi bạn trẻ Thương Thúy Văn Định cũng như nhà hàng tiệc cưới Tứ Thảo xin được gửi đến toàn thể quý vị lời chào, lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc, ngày tuyệt vời nhất, ngày tình yêu của Phương Thúy Văn Định lên ngôi, được sự đồng ý của chính quyền địa phương, sự đồng ý của hai bên gia đình. Và điều đặc biệt, đôi bạn trẻ của chúng ta cảm thấy rằng trong cuộc sống tình yêu của mình, họ sống không thể thiếu nhau và cùng vinh quang dắt tay nhau lên lễ đài tình yêu để cùng thề nguyện với nhau rằng ta về thưa với mẹ cha để đôi ta được làm con một nhà. Trong bầu không khí hạnh phúc giờ phút này, chân trọng kính mời quý vị hãy cùng hướng mắt về phía màn hình chính của nhà hàng chúng tôi để cùng đón nhận những giây phút yêu thương, những hình ảnh tình yêu tuyệt vời nhất cho tình yêu của đôi bạn trẻ Phương Thúy và Văn Định. Phút giây mong chờ ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ tiếng liêng đến we'll be right back.
chúng tôi chào quý vị và chị cho mọi người gái chúng ta cùng trở về với sân khấu của yêu và chúc vui được vui ạ. Giờ phút này, quý hai gia đình chúng tôi cũng như hai vị đại diện cho gia đình và đặc biệt là đôi bạn trẻ Phương Thúy Văn Đình đang hiện diện tại sân khấu tình yêu minh chứng cho một tình yêu son sắt thủy chung. Và trong bầu không khí hạnh phúc, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng được tuyên bố buổi lễ hôn quy của Phương Thúy và Văn Đình xin phép được bắt đầu. Xin chúc mừng đôi bạn trẻ, chúc mừng quý hai gia đình. Kính thưa toàn thể quý vị, người ta thường hay nói rằng nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín tôn cha. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với những người làm cha làm mẹ khi được chứng kiến con mình lớn khôn, trưởng thành và tìm cho mình được tình yêu hạnh phúc. Trong niềm vui hân hoan lại được đón tiếp quý vị cùng về chung vui niềm vui với gia đình chúng tôi. Giờ phút này, trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những lời tâm tư tình cảm từ phía vị đại diện cho họ nhà gái, cũng chính là gia đình ông bà chủ hôn ngày hôm nay sẽ đại diện cho hai gia đình chúng tôi trong mối tình không xa có lời chào, lời cảm ơn và lời chúc mừng. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Vâng, lời đầu tiên tôi được thay mặt cho gia đình nhà gái cảm ơn em xin bố trí sắp xếp thời gian để cho gia đình có đôi lời. Kính thưa hai họ, kính thưa các vị quan khách có mặt tại lễ vu quy hôm nay. Ngày nay gia đình nhà gái chúng tôi tổ chức lễ vu quy cho cháu Thúy cùng với cháu Định với sự hiện diện của quý vị đại biểu. Về dự lễ ngày vu quy chúng tôi, gia đình tôi thấy thật là vui, thật phấn khởi để bày tỏ lòng biết ơn các quý vị đã bớt chút thời gian về ngày vui của gia đình chúng tôi. Xin tôi tỏ lòng thành kính, chúng tôi xin trân trọng được cảm ơn các quý vị đã về dự và những lời cuối trân trọng chúc các quý vị đại biểu hôm nay và hai họ một sức khỏe hạnh phúc và xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu tâm tình từ phía đại diện cho họ nhà gái cũng là đại diện cho hai gia đình chúng tôi trong mối tình không xa và trong niềm vui hạnh phúc. Giờ phút này xin chào kính mời các bạn trẻ hãy cùng trở về với tháp ánh uyên ương, tháp ánh tròn và vuông tượng trưng cho đất và trời cũng như tình yêu lứa đôi. Và xin mời các bạn trẻ hãy cùng chung tay các chiếc bánh hạnh phúc, xin mời. Bạn trẻ của chúng ta thật hạnh phúc khi được đồng lòng đồng sức chung tay các chiếc bánh ngọt ngào của thủy chung. Vâng, xin được chúc mừng và cầu chúc cho tình yêu của các bạn trẻ sẽ mãi mãi được ngọt ngào. Vâng, xin cảm ơn ạ. Và xin mời các bạn trẻ tiếp tục trở về với tháp hiệu yêu đương để cùng chung tay góp ly hiệu đồng ly hiệu của thủy chung và đất hiếu. Xin mời các bạn trẻ.
trong gia đình. Và xin mời các bạn trẻ và cùng còn hai điều của chúng tôi trở về vị trí trung tâm này. Xin mời hai bạn hãy đứng nhìn vào nhau, cầm hiệu bằng tay phải, cầm hiệu bằng tay phải, và hãy chọn cái tay qua tự chứng tỏ lời nguyện ước tình yêu mà đã đây xa. Vâng, thưa quý vị, quý vị, giờ phút hạnh phúc là giờ phút này và giờ phút huy hoàng nhất cho tình yêu. Xin mời quý vị hãy giơ cao lên của mình lên để cùng chứng kiến và chúc mừng ạ. Xin mời quý vị ạ. Chúc mừng tình yêu, chúc mừng quý hai gia đình và kính thưa quý hai gia đình, trong niềm vui hoan ngày hôm nay có bạn trẻ Thương Thúy Văn Bình nên nghĩa thân thê, nhà hàng chúng tôi cũng có chuẩn bị một món quà dâng tặng cho đôi bạn trẻ làm kỷ niệm cho ngày hạnh phúc. Vâng, xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng nhận quà của chúng tôi thay cho lời chúc mừng. Vâng, xin mời chúc mừng đôi bạn trẻ, chúc mừng quý hai gia đình và xin mời đôi bạn trẻ cùng quý hai gia đình hãy đến từng bàn để chung vui niềm vui với quý vị khách. Xin cảm ơn và chúc mừng. Một lần nữa xin cảm ơn và xin mời quý ông bà cùng mọi người an toàn. Xin mời các bạn trẻ cùng quý hai gia đình hãy đến chung vui với quý vị khách. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin thay lời gia đình cảm ơn quý vị rất nhiều đã chứng kiến phần nghi lễ của gia đình chúng tôi. Trời đã trở về trưa và lúc này nhà hàng chúng tôi xin hãy được phục vụ quý vị với những món ăn ngon nhất để quý vị cùng đồng hành trong con đường yêu thương, con đường hạnh phúc. Chúc mừng cho tình yêu của các bạn trẻ. Trong niềm vui hoan thì anh em ban nhạc hát ba tây của chúng tôi cũng xin hân hạnh để phục vụ quý vị chương trình văn nghệ. Chúng tôi mong muốn rằng quý vị hãy mạnh dạn đăng ký những bài hát mình yêu thích nhất về phía ban tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi hân hạnh để phục vụ quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc quý vị dùng tiền thật ngon miệng. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên.